Xin chào thầy cùng tất cả các anh chị em trong group. Hôm nay em quay lại cái clip này để bổ sung cho cái clip lần trước. Clip lần trước thì em chỉ nói được có một phút thôi, rồi không biết nói gì nữa. Thì em xin tự giới thiệu lại, em tên là Khôi, năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương, thành phố Bình Dương. Công việc hiện tại của em thì làm công ăn lương thôi. Hiện tại thì em đang làm theo chế độ ca. Làm ca thì làm 4 ngày liên tiếp, 4 ngày, sau đó nghỉ 2 ngày và rồi lại đổi ca. Cứ cả ngày cả đêm liên tục như vậy. Ngày nghỉ thì có thể rơi vào bất kỳ các ngày trong tuần. Em biết đến YouTube thì cũng khá lâu rồi. Nhưng để làm YouTube hay là làm bà mẫu kiếm tiền thì chỉ mới đây thôi. Chán cái cảnh mà làm công ăn lương. Nên em muốn làm một cái gì đó nó có để đem lại cho mình thu nhập nhưng mà thoải mái trong cái thời gian của mình. Hiện tại thì em chỉ tập trung vào một kênh duy nhất thôi.